Đây, đây là cá trích nha, bữa nay có làm gỏi cá trích ăn nè. Cắt một ít rau ở ngoài vườn, rau quế nha các tình yêu, rau thơm, rau kinh giới, rau quế đất. Chanh, củ hành ngọt, đậu phộng rang, dừa non, dừa bào sẵn. Cá trích mới câu về hồi sáng. Bây giờ mình đem đi phí lê lấy thịt nạc để làm món gỏi cá trích trộn dừa non. Muốn làm cái món gỏi cá trích trộn dừa non thì mình phải chọn cá trích còn tươi nha các tình yêu. Thì cái món gỏi nó mới tươi mới ngon được. Khi mình phí lê thì sợ thời gian nó hơi lâu đó, cho nên là phải lót một lớp nước cá ở dưới để giữ cho cá còn tươi. Khi cá trích đã phí lê xong thì mình sẽ làm một cái thau nước và hai trái chanh. Xong rồi cắt thành sợi dừa miếng ăn, ngâm vào trong cái thau nước chanh. Khi cá trích được rửa sơ qua nước chanh, vớt ra để vào rổ cho ráo. Chào các tình yêu, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm món gỏi cá trích trộn dừa non nha. Vật liệu gồm có cá trích, dừa bào sẵn. Dừa bào sẵn này thì ở Việt Nam mình có thể là dùng dừa tươi để bào, nhưng mà ở bên Mỹ thì mình sẽ mua dừa người ta bào sẵn ở trong chợ Walmart. Dừa non, đậu phộng, xoay nhuyễn, rau sống đủ loại, gồm có xà lách, rau tía tô, rau quế đất, rau răm, rau húng cây, bánh tráng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cá trích vào trong tô, sau đó sẽ cho dừa bào sẵn. Trộn đều. Cho thêm phần dừa non. Cho thêm củ hành đã bào sẵn. Tất cả trộn đều lên. Để cá ra dĩa, rắc lên một ít đậu phộng và một ít rau răm lên mặt, trang trí xung quanh ớt cho đẹp. Để cá ra dĩa, rắc lên một ít đậu phộng xay và một ít rau răm, trang trí xung quanh ớt chuông. Về phần nước chấm thì chúng ta sẽ cho một muỗng bơ đậu phộng và một ít nước ấm, khuấy đều cho tan. Sau đó cho vào 4 muỗng tương đen, có thể dùng tương ăn phở cũng được, và khuấy đều. Bắt một chảo nhỏ lên bếp, cho vào nửa muỗng dầu ô liu và một ít tỏi băm. Khi tỏi được sấy lên vàng thơm thì chúng ta sẽ
để cái phần tương đậu phộng hồi nãy. Nấu sôi lên, thêm vào một ít tương ớt xay. Vậy là chúng ta đã có một chén nước chấm thơm ngon. Món gỏi cá trích đã làm xong, nước chấm đã có sẵn. Các tình yêu của mình có thể ăn kèm cùng rau sống và bánh tráng. Hãy làm thử cho gia đình và bạn bè của mình ăn để trải nghiệm được món gỏi cá trích trộn dừa non ngon như thế nào nha các tình yêu. Bây giờ thì anh xã thân yêu của em sẽ ăn thử. Đầu tiên là nhúng bánh tráng nè, xong rồi để một lá xà lách, rồi gấp cá, gỏi cá để lên. Sau đó thì để các loại rau sống lên, cuốn lại, xong rồi chấm vào nước chấm. Ăn thử coi ngon không? Ngon anh? Yummy, yummy. Wow, thank you. Florida biển xanh nắng ấm là vậy nè. Mua chưa? Hôm nay biển rất là đẹp luôn. Biển rất là sạch đẹp. Khí hậu ôn hòa nha các tình yêu.